Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ chở cát cái xe công nông của mình đây anh em ơi. Xem nó có lên đổi những đường như này không nha anh em. Đây. Đây mình đào nó sâu này. Đây đào bằng tay hết á. Đây. Đường đi đường cát. Anh em đón xem, nếu mà xe mình không lên được mình sẽ dùng trời nha anh em. Đấy. Bây giờ anh em cùng đón xem. Nếu thấy hay nhớ like, subscribe cho mình để mình có nhiều động lực làm video cho anh em xem nhiều hơn nha anh em. Đây là xe công nông huyền thoại của mình đây. Đó. Nếu có quảng cáo thì các bạn click vô quảng cáo để mình có thu nhập làm xe công nông chất hơn và ngon hơn cho anh em xem nha. Hello, xin chào anh em.
từ. Tuôn cái nhông. Hình như là tuôn cái nhông rồi anh em ạ. Toang rồi. Bữa nào phải mua nhông sắt mới được. Ừ. Đây không được đâu. Là hư 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 cái nhông luôn á. Đây này. Mới chế xong mà. Bây giờ mình test thử này xem thử qua thử được không. Đây nó tuôn rồi, nó không lên được nữa. Tuôn rồi anh em ơi. Toang. Toang rồi, toang rồi. Rồi á, rồi á. Sao khổ thế. Chữ cắt có nhiêu đây mà. Làm gì căng vậy. Coi nè anh em ơi. Đây chưa. Xong á. Xong.